Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Công Trình và trong cái buổi ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách để chúng ta có được cái nguồn hàng kinh doanh online nó tốt, đúng không? Đấy, thì một trong những cái nguồn hàng của chúng ta đó là nguồn hàng từ Trung Quốc. Và tôi cảm thấy cái nguồn hàng này, đối với cái loại nguồn hàng này thì là nó dồi dào và nó là cái loại nguồn hàng rẻ nhất, nó là loại nguồn hàng rẻ nhất, dồi dào nhất và nó nhanh kiếm lời nhất. Tại sao tôi nói là nhanh kiếm lời? Tại vì các bạn có thể là các bạn nhập đồng hồ chẳng hạn, nhập đồng hồ từ các trang mạng, từ các trang thương mại điện tử của Trung Quốc. Đấy, thì các bạn có thể lấy về với giá là 500.000, nhưng mà các bạn có thể bán với giá là 1.200.000 tại Việt Nam. Đấy, và nó có rất nhiều các loại mặt hàng khác nhau, ví dụ như là mặt hàng xe đạp này, xe máy điện này, máy bay điều khiển này. Đấy, và trong những cái năm mà 2012-2013 ấy, thì cái mặt hàng đó là máy bay bay điều khiển nó từng rất là hot, và các bạn có thể nhập về với giá là 1.000.000. Nhưng mà các bạn bán ấy, nhưng mà bán ra là 5.000.000. Đấy, cái đó là chuyện bình thường. Đấy, điều đó cho thấy rằng cái việc chúng ta nắm được cái nguồn hàng từ cái thị trường Trung Quốc này nó rất là tiềm năng, và nó là cái mỏ vàng của chúng ta. Đấy, nó là cái mỏ vàng của chúng ta, đúng không? Vậy thì các bạn có thể lấy nguồn hàng đó từ đâu? Đó là các bạn có thể lấy nguồn hàng từ Taobao này, từ Alibaba này, Alibaba.com này. Cái Alibaba này, các bạn lưu ý là các bạn phải mua với số lượng nhiều. Đấy, mua với số lượng nhiều. Và nó nghĩa là các bạn phải cần mất nhiều tiền thì các bạn mới mua được. Ví dụ như các bạn có được khoảng tầm 20.000.000 thì chúng ta chưa mua được ở Alibaba này đâu, mà chúng ta cần phải mất tầm là 100.000.000 hoặc là 80.000.000 thì các bạn có thể mua được ở trang này. Đấy, còn hầu hết các nguồn hàng mà chúng ta chủ yếu lấy là lấy từ Taobao này, lấy từ AliExpress này. Đấy, lấy được các nguồn hàng đó. Vậy thì làm sao để lấy được cái nguồn hàng chất lượng, đúng không? Một câu hỏi được đặt ra như thế, làm sao để chúng ta lấy được nguồn hàng chất lượng, thì hãy cùng tôi tìm hiểu cái phần này nhé. Đây, đây chính là cái Facebook của tôi. Ở trên này các bạn có thể search này. Đấy, các bạn có thể search ra để các bạn tìm và các bạn có thể liên hệ với tôi nhé, nếu có gì đó thắc mắc. Thì cái vấn đề đầu tiên của chúng ta đó là cái quy trình chúng ta giao hàng, đúng không? Quy trình chúng ta đặt hàng trên mấy cái trang thương mại điện tử này như thế nào. Bước đầu tiên của chúng ta chính là chúng ta chọn ngách kinh doanh này, tức là bạn phải chọn cái mặt hàng nào này. Mặt hàng các bạn là loại thời trang hoặc là đồng hồ hoặc là điện tử gì đấy. Đấy, bước thứ hai là chúng ta chọn website phù hợp. Cái này chúng ta có thể chọn là Taobao này, AliExpress này. Đấy, hoặc là vân vân, rất nhiều. Đấy, tiếp theo là chúng ta chọn nhà cung cấp này, tức là chọn hàng, chọn nhà cung cấp, tức là chúng ta chọn cái shop đấy, chọn shop trên web đấy, trên web điện tử. Đấy, cái tiếp theo nữa là chúng ta chọn đơn vị vận chuyển, thì đây chính là cái đơn vị chuyển hàng của bạn qua từ Trung Quốc về Việt Nam, đúng không? Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ thanh toán và chúng ta nhận hàng. Đấy, thanh toán và chúng ta giao hàng, đã bước này là xong rồi. Đấy, cái quy trình nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Đấy, quy trình nó đơn giản như thế này thôi. Đấy,
Thì cái công ty này, cái công ty Alibaba đấy, cái trang thương mại điện tử này, khi chúng ta đặt hàng ấy, chúng ta có những cái công ty con như sau, đó là Taobao là một này, Coi.com là một này, AliExpress là hai này, Tmall.com là ba này, Alibaba là bốn này. Thực ra thì nó có rất nhiều nhưng mà tập trung lại thì nó có bốn cái trang này là chủ yếu, và chúng ta có thể dùng nó để chúng ta mua hàng, chúng ta đặt hàng để chúng ta chiếm về Việt Nam. Ví dụ khi mà chúng ta đăng nhập vào Taobao chẳng hạn, thì chúng ta ngay ngay lần đầu tiên ấy, nó sẽ không đăng nhập vào cái trang Taobao liền đâu, mà nó sẽ có chấm world.taobao.com. World tức là thế giới đấy, tức là cái trang này dành cho người nước ngoài đúng không, chứ không phải là Trung Quốc đại lục đâu. Thì chúng ta phải chọn nguồn hàng, thì chúng ta phải chọn cái nguồn từ Trung Quốc, thì chúng ta phải kích chọn, chúng ta chọn cái dòng thứ hai đây, dòng thứ hai đây đấy đấy, thì nó chuyển sang cái trang Taobao đây đấy. Đấy tôi nói lại nhá, các bạn chọn mục này, chọn mục dòng thứ hai này đấy, là nó mới chuyển sang cái trang Taobao.com này để cho chúng ta mua bán ở trên cái trang. Thì chúng ta thường có một cái câu như thế này, đi chợ với Taobao đúng không, rao vặt với Alibaba, và móc ví thì có Alipay đấy. Alipay tức là một cái dịch vụ ví đấy đấy đấy. Thì tất cả những cái này chúng ta đều phải cài đặt WeChat thì chúng ta mới làm việc được. Ok, cài WeChat thì chúng ta mới làm việc được, nếu không chúng ta không làm việc được nhá. Đấy, vậy thì tôi sẽ phân tích cho các bạn để các bạn thấy này. Đối với Taobao thì chúng ta có, đây là một cái thị trường C2C, tức là những cái người mà ví dụ như là những người tôi có hàng chẳng hạn, tôi đăng lên trên đó để chúng ta trao đổi, chúng ta mua bán với nhau, dạng như là chợ đấy. Bạn có thì bạn mang ra chợ để mà bạn bán đấy, người mua sẽ tới để mà mua đấy. Đây là chính vì vậy cho nên là nó dễ bị đắt giá, nó dễ bị câu giá lên, giá ít thì nó báo nhiều lên, và nó tùy thuộc vào sự thỏa thuận của bạn nữa. Bạn mua giá rẻ nó tùy thuộc vào việc mà bạn liên hệ, bạn thỏa thuận với người bán nữa đấy. Và chúng ta phải mua qua trung gian đặt hàng nhé, tại vì đây là một cái thị trường nó tiềm ẩn nguy cơ, nó không chắc chắn, dạng là tự phát rồi đó các bạn đấy. Người ta có thể bùng tiền của bạn đấy, cho nên là khi mà mua ở cái thị trường này thì chúng ta phải lưu ý. Và nó có hàng tỷ sản phẩm khác nhau trong trong vòng một năm, thì nó có hàng hàng tỷ người đưa lên đấy, và nó là một cái thị trường rất lớn, tôi khẳng định với các bạn là lớn nhất thế giới luôn đấy, đối với cái Taobao này. Cái thứ hai đó là Tmall. Tmall nó là một cái dạng thị trường B2C, tức là dạng thị trường ví dụ như là các hãng sản phẩm thương hiệu như Samsung này, Nokia này, Adidas này, thì họ sẽ đưa cái sản phẩm họ lên cái cửa hàng ở trên Tmall này. Đấy, Tmall là viết tắt của cái từ Taobao Mail, tức là chợ Taobao đấy, dạng như cái chợ như vậy, chợ chợ nhưng mà chợ thương hiệu nhá, chợ thương hiệu đấy. Đấy thì nó cung cấp nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu đấy, mang thương hiệu đấy, rẻ hơn nhiều so với cái cửa hàng truyền thống ở ở địa phương bạn chẳng hạn đấy, ở địa phương bạn đang sống chẳng hạn đấy. Đấy thì còn AliExpress nó là cái gì? Thì cái AliExpress thì nó bán cho là người mua hàng không phải là người Trung Quốc, tức là người đó là ở Việt Nam, ở châu Âu hoặc là châu Á, châu Phi chẳng hạn, châu Mỹ chẳng hạn đấy. Và nó ví dụ như là bạn mua hàng thì bạn sẽ thấy là mức độ đánh giá sản phẩm. Thì mức độ tốt hay không tốt ấy, nó được thể hiện qua cái việc mà nó đánh giá ở trên trang web này. Ví dụ như là nếu mà nó đánh giá trái tim ấy,
thì là mức độ tin cậy kém. Đây này, từ trái tim này là mức độ tin cậy kém này, kim cương này thì mức độ tin cậy nó là nó khá, còn mà mức độ tin cậy mà vương miện ấy thì mức độ tin cậy nó tốt hơn ở dạng là giỏi. Còn cái dạng mà vương miện vàng ấy là loại xuất sắc rồi, là hàng này là chúng ta rất đáng để chúng ta mua. Thì lời khuyên của tôi ấy thì các bạn từ vị trí vương miện thứ hai này, khi mà chúng ta vào một cái sản phẩm nào đó, khi mà chúng ta vào một sản phẩm nào đó mà nó đánh giá cái sản phẩm này từ cái nút vương miện thứ hai này trở đi đấy cho đến vương miện vàng thì chúng ta nên mua, bởi vì mức độ uy tín, mức độ sản phẩm tốt, nó tương đối là ngon đấy và rẻ thì nó mới được đánh giá như thế. Ok, bây giờ chúng ta quay trở lại cái trang Taobao nhé. Đây có rất là nhiều thứ mà các bạn bấm dịch để các bạn dịch ra, đúng không? Chờ nó dịch tí. Bây giờ tôi sẽ vào cái mục gọi là chúng ta không nên mua iPhone từ Trung Quốc nhé, không nên mua nhé. Đấy, chẳng hạn chúng ta mua là trang sức đi. Ở Trung Quốc có rất nhiều cái trang sức đẹp, tôi cảm nhận như thế. Như đây chẳng hạn, đây ngọc lục bảo chẳng hạn, chờ nó loát nhé. Mục này bị xóa rồi, trang này bị xóa rồi. À đây, ok. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy giá này, giá của nó là 3.880 tệ, đúng không? Thì các bạn lấy con số này, các bạn nhân với 3.500 là nó ra cái giá thực tiền Việt Nam đồng nhé. Đấy, nhân với 3.500. Đấy. Ở đây nó có mức độ danh tiếng thì nó có một đánh giá này, nó có một cái đánh giá một cái đánh giá vàng, cái đánh giá kim kim cương nhầm chứ, một đánh giá vương miện. Đấy, một cái đánh giá vương miện tương ứng với là khoảng 1.000 cho đến là 20.000 độ tin cậy, đúng không? Cái này cũng chưa tin cậy mấy, chúng ta không nên mua. Đây, còn đây là một cái sản phẩm thứ hai, sản phẩm cái vòng vòng ngọc này. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy mức độ tin cậy của nó là 5 viên kim cương, đúng không? Tương ứng với đây là 5 viên kim cương là tương ứng là khoảng là 500.000 cho đến 10.000 độ tin cậy. Thì chúng ta không nên mua cái sản phẩm này làm gì. Tôi khuyên các bạn là cái sản phẩm nào mà trên trên hai công nghiệm, nghĩa là khoảng đây này, khoảng tầm đây, nhìn nhìn cũng rõ thôi này, đấy đấy khoảng tầm đó thì chúng ta nên mua. Và ví dụ như các bạn muốn liên hệ với người bán thì chúng ta làm như thế nào? Ở trong cái mục liên hệ này, các bạn nhìn thấy mục liên hệ không? Các bạn bấm vào đây để các bạn chat với họ. Đấy, nó hiện ra ra như thế này. Đấy, các bạn cần phải có email, các bạn có thể đăng nhập một cái, chẳng hạn đăng đăng nhập một cái Alipay của nó này, đăng ký này. Ở đây các bạn đăng ký thì các bạn cần phải, đấy thì khi mà các bạn đăng ký các bạn cần phải có một số điện thoại này. Đấy, số số điện thoại của các bạn này, các bạn cần phải có một cái thông tin này, ví dụ như Gmail này, đấy thông tin nơi ở này chẳng hạn này, thông tin thẻ Visa này, thẻ ngân hàng của các bạn này, các bạn đăng ký ở đây. Ở đây mục này tôi không chuyên sâu cái này nhá, này các bạn tự đăng ký nhá. Và thì ở đây ấy chúng ta tính tổng chi phí một đơn hàng nó ra sao, tức là tổng chi phí một đơn hàng ấy mà tất cả số tiền mà chúng ta cần phải trả ấy, thì nó như thế nào. Đó là các bạn cần phải tính rất là nhiều chi phí mua hàng này, tức là đó chính là số tiền hàng tính theo sản phẩm trên cái website của bạn. Đấy, nó bằng giá tệ này nhân với 3.400 này nhân với số lượng này. Cái giá tệ này là các bạn phải lên trên trên website chúng ta xem được cái giá tệ này nó bao nhiêu, giá tiền của Trung Quốc là bao nhiêu. Đấy, các sản phẩm trên
tùy vào số lượng các bạn đặt nhé, đặt nhiều hay là đặt ít đấy. Cái chi phí thứ hai đó là chi phí ship nội địa ở trong Trung Quốc đấy, tức là trong nội địa của Trung Quốc ấy. Chúng ta biết rồi, đất nước Trung Quốc là đất nước rất là lớn, cho nên là bạn phải trả tiền để nhà sản xuất chuyển hàng từ kho của Blue Việt về tại Quảng Châu, chuyển hàng nhà sản xuất chuyển hàng về về kho của Blue Việt tại Quảng Châu. Thì tại cái kho Blue Việt của Quảng Châu này, người ta sẽ tiếp tục chuyển về Việt Nam. Do vậy các bạn phải mất thêm tiền công order. Thì cái công order này nó dựa vào cái chi phí sản phẩm mà các bạn phải trả. Ví dụ như là nếu mà sản phẩm của bạn 3 triệu thì sẽ bị tính phí là 10%, sản phẩm 5 10 đến 5 triệu sẽ bị tính là 8%. Chi phí VIP 3 tức là chi phí này từ 10 đến 50 triệu sẽ bị tính khoảng là 5%. Lưu ý là đây là cái những cái con số mà tôi có tự ước chừng rồi nhá. Đấy, con số trung bình thôi chứ thực ra không phải lúc nào nó cũng đúng như thế. Cuối cùng là cái chi phí vận chuyển, khâu cuối cùng là chúng ta vận chuyển từ Trung Quốc về Nam, từ Quảng Châu về Việt Nam. Thì cái chi phí này từ Quảng Châu về Hà Nội thì chi phí nó là 21.000 trên 1 kg. Chi phí từ Quảng Châu về Hà Nẵng, Đà Nẵng, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh thì 38.000 trên trên 1 kg. Đấy. Sang cái phần mục tiếp theo nữa là các trang web mà bạn cần phải chú ý khi mà chúng ta mua hàng ở trên cái từ Trung Quốc. Ví dụ các bạn mua hàng tại xưởng tại Quảng Châu, đúng không? Tại địa chí này thì các bạn thế vào cái trang web này ccgem.com, mofaiichu.com đấy, trang web này nữa. Ví dụ các bạn bán giày, các bạn có thể đặt tại cái trang web này hao123shop.taobao.com, hoặc là các bạn có thể bán đồ trẻ em, các sản phẩm chuyên về trẻ em thì các bạn có thể vào là 1688.com hoặc là 5taobao.net. Đấy, đây là sơ qua những cái trang web mà chúng ta cần phải chú ý khi chúng ta mua hàng đặt hàng tại Trung Quốc. Mục tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách vận chuyển từ Taobao về Việt Nam ra sao. Thì để vận chuyển từ Taobao về Việt Nam ấy, các bạn làm như sau. Các bạn lên trang web, các bạn có từ khóa này vận chuyển Taobao về Việt Nam, có rất nhiều đơn vị đây, chẳng hạn đơn vị này đấy đấy, đơn vị có rất là nhiều đấy, đặt hàng Quảng Châu đây, các bạn có thể trực tiếp liên hệ với họ, đúng không? Mà tốt nhất là các bạn nên gọi điện vào số điện thoại của họ ấy, để liên hệ với họ để mà chúng ta đặt hàng đấy, có rất nhiều. Đây cũng vậy, order tao vào đấy, vận chuyển từ Trung Quốc đây, liên hệ. Thông thường thì tôi khuyên các bạn là nên gọi điện trực tiếp để mà chúng ta xác định. Đấy. Đấy, có email, có số điện thoại, vân vân, có rất là nhiều, đúng không? Ví dụ như chúng ta có một cái trang như thế này, ví dụ tôi chọn là xe chẳng hạn, đây tôi chọn một sản phẩm bất kỳ nhé, đây chẳng hạn, chờ nó lót, chẳng hạn cái xe này chẳng hạn, tôi mua, mặc dù là ở đây nó không có phần đánh giá nhỉ, đúng rồi, ở đây nó không có phần đánh giá, mà các bạn phải nhớ đọc thông số cho kỹ nhé. Đây, ở đây nó không có phần đánh giá, uổng quá, không biết cái xe này nó được bao nhiêu sao nhỉ. Nhưng mà chẳng hạn tôi thích nó đi, à, tôi thích nó và tôi muốn mua nó, đúng không? Chúng ta nhấp vào thêm giỏ hàng này. Đấy. À, chúng ta chọn số lượng là 1 này. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ copy cái đường dẫn này. Chúng ta lên cái trang web này. Trang web mà vận chuyển tao bao này. Đấy. À, như thế. Đấy, chúng ta liên hệ với họ. Ở đây họ có hướng dẫn này, hướng dẫn cách đặt hàng này. Đấy. Các bước cam kết dịch vụ đặt hàng này, dịch vụ order, dịch vụ ship hộ này, chúng ta liên hệ với họ. Đấy, chúng ta cũng có thể đăng đăng ký tài khoản
để chúng ta đăng nhập vào một cái tài khoản nào đó, để chúng ta gửi hàng cho họ, gửi thông tin cho họ và họ sẽ gửi sản phẩm về cho chúng ta. Đấy, đơn giản chỉ là như thế thôi. Còn đây là cái ví dụ thứ hai của tôi, ví dụ thứ hai của tôi, ví dụ về túi, chúng ta sẽ chọn sản phẩm là túi, được chưa? Đấy. Ở đây này, đây là sản phẩm mua tốt này, nó đánh giá là tới bốn bốn cái thương hiệu này, sản phẩm này ok này. Đấy, chúng ta kéo xuống, đây, nó có mô tả thông báo đấy, đấy. Chờ nó loát tí nhá. Đây, bây giờ nó hiện ra cái xong lúc loát thì nó hiện ra cái trang web đây. Đấy, cái hình ảnh đây. Và các bạn có thể lấy những hình ảnh này để các bạn đăng lên fanpage hoặc là đăng lên trang web, đăng lên cái nơi mà các bạn quảng cáo nhé. Đăng lên cái nơi mà các bạn bán hàng ấy. Đấy, những cái sản phẩm này họ chụp rất là đẹp. Và chắc chắn là chúng ta không chụp đẹp bằng họ rồi. Họ có biết cách để họ chụp sao cho nó đẹp. Đấy. Họ có người mẫu đàng hoàng. Chụp rất là phong cách. Ok. Đấy. Và chúng ta có thể lên cái dịch vụ order, dịch vụ chuyển hàng chẳng hạn, cái trang này chẳng hạn. Đấy. Đấy. Thì họ sẽ ở trang trang này có một điều tốt, đó là họ cho phép cho biết cái tỷ giá nhân dân tệ luôn này. Đấy. Cho biết tỷ giá nhân dân tệ ngày hôm nay. Đấy. Chúng ta sẽ vào mục bảng giá. Đấy. Vận chuyển hàng Trung Quốc về Việt Nam này, đấy, Taobao Tmall này, đấy, ở đây nó có các bảng giá này, chúng ta có thể liên hệ với họ thông qua cái số này để họ hướng dẫn chúng ta cách đặt hàng, đấy, ok chưa? Đấy, được thì chúng ta sẽ copy cái đường link này, đấy, chúng ta gửi cho họ, copy cái đường link ban nãy ấy, đường link sản phẩm về túi xách ban nãy ấy, đấy, ok chưa? Cái đơn vị trung gian mà chuyển hàng về Việt Nam mà tôi giới thiệu ở đây nhiều nhất đó chính là siêu đỏ chấm chấm vn. Đây là có trang cực kỳ uy tín, các bạn nên nên đăng ký trang này, nên tham khảo bảng giá của trang này để chúng ta ship về Việt Nam. Ví dụ một cái áo ở trên AliExpress, nếu các bạn đặt hàng ở trên đó thì các bạn sẽ mất phí tầm, nếu các bạn chuyển nhanh về ấy, các bạn sẽ mất tầm khoảng 200-300 nghìn, thậm chí là 600 nghìn để chuyển áo đó về. Nhưng mà nếu mà các bạn đặt nhờ cái đơn vị trung gian siêu đỏ này ấy, vận chuyển dùng ấy, đấy, họ có công cụ này, họ có những cái hướng dẫn này, đấy, các bạn có thể lên đây mà đọc này, danh sách khách hàng mới này, quản lý tài khoản này, giao hàng này, đấy, hướng dẫn giao hàng này, các bạn lên trên trang này các bạn đặt này, đấy, họ có những cái trình duyệt nữa. Họ có những cái công công cụ của chúng ta nữa để chúng ta tiện cho chúng ta đặt hàng nữa. Đấy, chúng ta có thể tham khảo cái này. Đấy. Cái sơ đỏ này rất rất đặc biệt, rất hay. Còn cái trang AliExpress này thì các bạn có thể chọn này. Đấy. Ví dụ là tôi chọn cái áo này đi, à, cái quần này đi, cái quần này chẳng hạn. Quần này đi. Đấy, thì các bạn xong rồi các bạn có thể nhấp là mua ngay bây giờ, đúng không? Thế thì nó sau khi mà các bạn nhấp thì nó sẽ chuyển những thông tin giao hàng như thế này, các bạn điền hết vào và đến cái mục thanh toán ấy, đến cái mục làm xong ấy, thì nói thật với các bạn đó là nó vận chuyển về chúng ta rất là lâu. Thứ hai nó là cái phí ship nó rất là nhiều, cho nên là các bạn không nên làm điều đó, các bạn không nên đặt ở trên trang này mà. Tốt nhất là chúng ta copy, chúng ta sang cái trang siêu đỏ này chẳng hạn, chúng ta gửi cho họ thì họ sẽ ship về chúng ta mất tầm khoảng là 50 đến 100 nghìn nữa chẳng hạn một cái áo đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt hàng ở trên trực tiếp trên trang AliExpress này, chúng ta sẽ mất là vài trăm nghìn. Ở đây thì tôi nhắc lại và tôi bổ sung thêm nhé, những cái trang web mà ví dụ như web bán phụ tùng ô tô xe máy này, bán ô tô phụ tùng hoặc là ô tô xe máy nữa đấy. Đây là những cái trang web, đó là taobao.com hoặc là tmall.com, những trang web bán đồng hồ ví dụ là meliosu.com, 1688.com. Đấy, đây là những cái trang web mà bán hàng chúng ta cần phải ghi nhớ. Ở cái phần tiếp theo đó là
chúng ta cần phải có những cái lưu ý gì khi mà chúng ta đặt hàng từ phía Trung Quốc? Đó là chúng ta lưu ý về tỷ giá cái nhân dân tệ này. Thì cái tỷ giá này này mỗi ngày nó mỗi khác đấy, cho nên là các bạn còn phải lưu ý cái tỷ giá này để khi mà các bạn tính toán tiền ấy nó phù hợp. Khi mà các bạn liên hệ với người vận chuyển ấy, liên hệ với đơn vị vận chuyển ấy, thì chúng ta phải hỏi cái này. Đấy, phải hỏi cái này tỷ giá để hiểu được ngày hôm đó tỷ giá nó như thế nào. Đấy, tôi đặt cái tỷ giá như thế nào để các bạn tính toán tiền nó xác thực, chứ không là nếu mà chúng ta đặt số lượng lớn mà tỷ giá mà chúng ta không biết thì rất dễ là bị nhầm và bị tính tiền cao. Thứ hai đó là cái ảnh của web Trung Quốc ấy thì nó thường là không thực tế, do vậy thì các bạn cần phải xem clip thật của họ hoặc là xem ảnh mà người dùng thật đã đặt hàng up lên. Đấy, cái vấn đề thứ ba đó là các bạn cần phải có quyết định chính chắn. Các bạn vì nó rất khó đổi trả đúng không, nên các bạn phải, một khi các bạn đã quyết định rồi thì nó rất khó để đổi trả, nên là các bạn phải quyết định phải đúng, quyết định phải cần thiết thì chúng ta lấy, không cần thiết thì thôi, được thì chúng ta lấy, không được thì thôi. Đấy, nếu mà chúng ta lấy số lượng nhiều thì chúng ta nên chủ động liên hệ đàm phán với họ. Đấy, chứ chúng ta không nên là lấy liền trực tiếp trên với cái giá trực tiếp với giá trên cái website đấy. Đấy, và cái một vấn đề nữa, đây là cái vấn đề rất nhạy cảm, đó là việc gì chúng ta cũng phải xác nhận qua email đấy, và phải có giấy tờ cam kết đấy, có giấy tờ cam kết. Hoặc là nếu mà các bạn liên hệ chủ động ở bên ngoài ấy, thì các bạn cần phải có người của mình check kiểm tra hộ đấy, để đảm bảo tính xác thực đúng không. Đây, ví dụ tôi đặt một cái hàng giày đây, tôi đặt một cái hàng giày này chẳng hạn, tôi chọn size là 8.5, tôi sẽ click vào cái mục đánh giá này để xem tất cả các đánh giá, trong đó có người Việt Nam đánh giá nữa. Đấy, ta click vào đây, nó có hiện ra đây đấy, giá rẻ, click vào nó hiện ra đây, tuyệt vời, thank you, rất tốt đấy. Và chúng ta cũng còn phải xem thử là người ta đánh giá đây, họ đánh giá chúng ta xem đánh giá để chúng ta tham khảo, để chúng ta làm sao làm để chúng ta, một khi đã đặt hàng rồi thì chúng ta biết rất khó để mà chuyển lại, cho nên là chúng ta phải cần phải là quyết định dứt khoát và quyết định nó đúng đắn đấy. Và cái lưu ý cuối cùng đó là cái lưu ý chúng ta không nên tin quá tin vào người Trung Quốc, người Trung Quốc không thể nào tin được, nói chung là như thế. Cho nên là chúng ta nếu mà đặt hàng số lượng lớn thì phải yêu cầu họ gửi hàng mẫu trước đã, rồi chúng ta mới thanh toán và gửi tiền cho họ, đúng không? Đấy, tôi sẽ có một cái ứng dụng để chúng ta có thể xem được cái hình ảnh thật của cái sản phẩm đó. Chúng ta vào cửa hàng Chrome, lưu ý là các bạn cần phải cài Chrome hoặc là cài Chrome gốc thì mới sử dụng được nhé. Đấy, chúng ta vào cửa hàng trực tuyến. Đấy, thì sau khi các bạn vào cửa hàng Chrome trực tuyến, các bạn sẽ kiếm với cái cụm từ này, Red Product Photo, các bạn cái biểu tượng này đấy, các bạn lưu ý là bạn thêm vào Google Chrome thêm tiện ích. Ok, tiện ích sau khi các bạn thêm có cái biểu tượng này và các bạn đã thêm thành công rồi. Bây giờ chúng ta vào cái trang AliExpress loát lại. Ok, chúng ta sẽ vào mục giày chẳng hạn, chúng ta mua giày chẳng hạn, đây chẳng hạn cái giày này, nó nhấp vào đúng không, chúng ta xem sản phẩm này thấy nó rất lung linh đúng không, nhưng mà chúng ta đừng tin tưởng gì đúng không. Các bạn có thể vào cái mục đánh giá này, cái thứ nhất là các bạn mục đánh giá này. Đấy, các bạn xem
Xem mọi đánh giá. Đây, họ tải đây, đánh giá rất tuyệt vời đây. Đấy, họ chụp ảnh sản phẩm lên kèm cùng đây. Và cách thứ hai là cái cách mà tôi vừa nói đó là chúng ta cài cái sản phẩm, cài cái ứng dụng này thì chúng ta vào Get Rich Inventor. Đấy, thì nó sẽ hiện ra tất cả các sản phẩm, tất cả các sản phẩm mà chuẩn, sản phẩm thực mà khách có thể nhận được họ gửi lên cho chúng ta. Đấy thì chúng ta nhìn sang cái công cụ phía này, nhìn sang phía bên tay trái thì chúng ta sẽ thấy này. Đấy, sản phẩm thực đây, sản phẩm thực mà khách bót lên đây. Đấy. Đấy. Ok, và như thế là tôi vừa trình bày cho các bạn sơ qua về cách thức mà chúng ta có thể đặt hàng từ Taobao, từ sản phẩm từ Trung Quốc gửi về Việt Nam và cách đặt như thế nào cho tốt. Một lần nữa chúng ta xem lại tất cả những cái nội dung gì chúng ta đã học nhé. Đây, nguồn hàng Trung Quốc là rẻ nhất rồi. Đấy. Còn đây là cái quy trình đặt hàng. Cái đơn vị của Alibaba, đơn vị con của Alibaba. Đấy. Các bạn phải cài WeChat để làm việc với nó. Giới thiệu sơ lược về Taobao và team Taobao Mail. Đây là cái mức độ mà sản phẩm đánh giá của khách hàng đánh giá cái sản phẩm nó tốt hay không tốt, dựa vào đó chúng ta có thể mua hay không mua. Đây là chi phí của một đơn hàng, tiền công order. Đấy. Và cuối cùng là các trang web mà chúng ta cần phải lưu ý. Đấy. Những lưu ý nào để chúng ta có thể đặt hàng từ Trung Quốc nó an toàn. Cái sau cùng tôi giới thiệu cho các bạn đó là cái công cụ Red Product Photo, công cụ để chúng ta có thể giúp chúng ta xem được cái hình ảnh thật, hình ảnh mà khách hàng nhận được ngoài đời từ cái sản phẩm này. Đấy, Red Image công cụ này. Đấy. Ok. Và sau cùng, tôi là Nguyễn Công Trình. Các bạn có thể liên hệ với tôi qua cái Facebook này. Cái Facebook Nguyễn Công Trình này. Đấy, đây là Facebook cá nhân của tôi, hoặc là cái page của tôi chẳng hạn. Tôi có một cái page ở trên một cái fanpage ở trên Facebook. Các bạn có thể liên hệ với tôi qua đó, đúng không? Ok. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video tiếp theo nhé.